Các công tố viên cáo buộc ông Lee đã thông đồng với các lãnh đạo khác trong giáo phái để giấu nhà chức trách một số thông tin liên quan đến các thành viên cũng như các địa điểm tụ tập hồi tháng 2. Vào thời điểm trên, giáo phái Tân Thiên Địa với 200.000 tín đồ trở thành điểm nóng của sự lây nhiễm corona trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19 bùng phát ở Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Lee cũng bị cáo buộc đã biến thủ 5,6 tỷ won, tức 4,68 triệu đô la từ quỹ nhà thờ và tổ chức các sự kiện tôn giáo trái phép trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019. Các công tố viên đã thẩm vấn ông Lee hai lần, ngày 17 tháng 7 và 23 tháng 7, và xin lệnh bắt giữ ông vào ngày 28 tháng 7. Tòa án đã tổ chức một phiên điều trần để xem xét yêu cầu bắt giữ giáo chủ phái Tân Thiên Địa vào ngày 31 tháng 7 và ông Lee chính thức bị bắt vào sáng 1 tháng 8.